Ok, không ngon. Được. Đâu? Dễ mát không em? Trời ơi, gọi xuống cái cục da lên nè. Anh đánh đó. Đúng lắm, cái rồi, cho nó gít ngát ngát đi. Rồi, đó, bắt đầu đề ba được rồi đó. Thì bây giờ anh Thịnh đang câu vô 15.000W cho các bạn. Thì cục này nó kích tốc giống của em là Tài. Ừ. Anh Thịnh giờ đang câu tích cực 15.000W cho nha. Tốc này đang nhìn đi giỏi nha. Cái này bên đường không kích tốc nè. Trời ơi mạnh. Có hơi gió luôn kìa. Sáu bình là quay ghê thiệt. Lụm không Tài? Lụm 15 không? Rồi hạ Ben xuống. Ê bữa nào chém Ben thế anh Thịnh? Ủa mạnh á. Mạnh hả? Ừ. Được vậy. Ồ. Anh Thịnh sẽ kéo ô xe. Này thấy cặp bánh cầm khá chỉnh sò đấy. Chị em thấy là em thấy không ra ngoài lên gan anh, lên gan mày ủi này báo rồi nè. Anh Thịnh tính làm này trò ủi trong nhà các bạn. Từ từ nghe anh cung sen anh Thịnh. Nói nào chạy chạy cái quẹt cái vô này giật kéo mạc luôn á. Ê bậy dây pha nó giật á nha. Giật á. Dây pha này giật kéo mạc luôn á. Dây pha điện nó ra xoay chiều mà. Đó. Quá, đang chơi không à. Má chơi xe xe bên đây, xe bên đây. Xe xác được xe bên. Xe bên tới. Điện yếu rồi, cố yếu điện rồi. Giữa mặt không anh? Ui, chết kìa, chờ. Chơi đến, anh Thịnh đang khám phá thử. Qua đây hả? Ok, không ngon. Được. Đâu? Giữa mặt không anh? Trời ơi, rồi xuống cái cục da lên anh Thịnh ơi. Xuống gì ra rồi? Nè. Hả? Ôi ôi. Ghê tại. Em khá là mạnh đấy. Mạnh được ba thứ rồi, xíu bánh rồi. Nè. Nè. Đu. Ôi kìa. Sáu bình là kiểu mạc á trời. Ây. Sáu bình mạnh gì vậy? Nó sẽ dạy tới đây luôn hả? Sẽ dạy khúc luôn á. Để em đá cái này ra hả? Đá mất cái này ra. Nè, sẽ dạy nè. Ôi ok. Trời ơi kìa. Anh Thịnh chơi vừa chạy vừa tút luôn mà. Ôi ôi. Ba ngôi công trường của anh ơi. Ê, đứa cho bấm bám không? Bấm bám chạy với tê á. Mạnh với mạc. Ồ nè, 1, 2, 3. Trời ơi kìa. Anh Thịnh nói sáu bình xuyên xuyên vừa rồi. Đi thấy ok đấy. Ngon hết đấy bạn. Ờ. Nói đồ bò bự gì không ngon không ngủ. Đâu đâu, anh chậm em chạy với bạn đâu. Con ra thắng trước nha, có gì gà giò phụ nha. Đủ vô không anh? Chưa có làm sao không anh ơi. Cái mèo quá không anh. Ủa chừng sao nè. Thì em lên hết ga đại hồi cái nó bám à. Thôi bánh tía. Toàn nó quay vô nó hết bám nổi. Sáu
đâu 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 em quay ra cái em đốt lốp cái em chạy luôn rồi nó rồi đốt lốp cái đi đốt lốp cái rồi cho nó gít ngát ngát đi rồi đó bắt đầu đề ba được rồi đó. Cũng thấy hả? Đâu ra, ối ông giận tức kích luôn. Quá mạnh dễ mạt kìa anh chạy lên đây. Quá mạnh rồi. Được không? Được không? Sao thấu bình lên cái mấy chị không nè. Đâu lên gà nó sao đâu, lên gà coi. Nè. Lên gà còn é không các bạn. Tính đến ngày 6 hình mà bánh này cũng vừa vừa mà chạy cũng mạnh phết đấy. Bo bo ấm ấm gì không? Không chứ không có miếng nóng chứ nghĩ gì. Ôi bo này không nóng thì cần tản nhiệt chi hình ơi. Có tản nhiệt không có nóng rồi. Có gì nè. Ghê thiệt. Còn ổng quá mà cho nó đi ra xuống đây nó không hứng gió là nó lòn vô nó rảy ra sao. Các bạn mình lên chạy mình cứ dặn ra là nó, cái bánh nó cứ sấy theo tự do đó các bạn, vậy là thì nó dính bánh theo chạy nha. Rồi nó không dính thì nó sấy hoài, sấy hoài. Nó, mình chở té các bạn ơi. Nó nhồi ra nữa. Quá im. Đây này có ra chảy nè, không bệnh. Đây có ra chảy nữa. Cái này có gì ra chảy nè các bạn. Nó tháo lại chảy, nó đỡ phóng rồi. Đỡ rồi ha, nó dịu rồi. Sáu bình là mạnh thiệt. Trời. Ủi giống chuẩn đi. Tới một cước luôn. Nó kêu ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế. Nó kêu ế ế. Nó bám mà kêu á. Nó bám, lúc nào nó bám ngon á. Mà nó còn qua luôn bởi vì nó ế luôn. Bởi ghé mạc 15 ngàn mà không mạnh sao được. Đây rồi ai mua liên hệ mình nha. Rồi. Có ai mua thì inbox cho anh Thịnh nha. Đó, quá dữ. Mình xin được kết thúc clip đây các bạn ơi. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ video cho mình. Đó, tạm biệt tất cả các bạn.